Ông đang bệnh trong người hả ông? Bị tim á, ngợp tim. Bị tim? Dạ. Cô nghe nói là cái chân của ông là bị tai nạn, bị không còn đi đứng được bình thường như người bình thường hả ông? Bị hầu xưa làm theo hồ bị kia tâm gãy chân. Bây giờ chỉ cầu đừng có đau bệnh là được. Chừng nào chết thì cũng được. Bây giờ cũng biết tính sao. Mà cuộc sống thì rất là khổ. Rất là khổ, khổ lắm. Như vậy rồi có tiền mua thuốc cho ông uống thầu. Cho vài ra bà cũng không ước muốn cái gì. Chỉ muốn có ăn, có sống qua ngày, người ta có chén cơm tàn, mình cũng có được chén cháo mình ăn. Vậy thôi, định tới đâu tới. Mến chào quý ông bà của chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Đôi Chân Lang Thang. Lời đầu tiên, Đôi Chân Lang Thang xin chúc quý ông bà của chú anh chị mình một ngày mới thật là nhiều niềm vui và luôn luôn bình an trong cuộc sống. Cả nhà, hiện tại thì Đôi Chân Lang Thang đến ở đây để thăm mộ hoàn cảnh của đôi vợ chồng già, ông bà lớn tuổi rồi cả nhà, rất là khó khăn trong cuộc sống luôn. Cái hoàn cảnh này thì được mở chim là dân địa phương ở đây chia sẻ cái hoàn cảnh ông bà. Ở cái hoàn cảnh ông bà như thế nào thì mở chim có thể là chia sẻ một chút xíu cụ thể hơn mà. Tôi là người địa phương ở đây, có chứng nhận là ông bà là hoàn cảnh khó khăn, vì ông bà không có nhà, có con nhưng mà con khổ, không mất khả năng, không có khả năng nuôi ông bà, chỉ cho ông bà một cái quà gì đó thôi. Khi lúc ông bà đau bệnh ốm đau thì là mất khả năng. Tôi địa phương ở đây tôi xác nhận đi qua lại, tôi cũng có nhiều lúc ông bà tôi có cái quà gì, cái rau cái cháo cái gì chia sẻ cho bà, có bữa nào thì ông bà ăn bữa đó. Cô chú láng giềng ở đây cũng có đôi lúc có cái gì cũng thăm nom cho bà ăn, nhưng mà nó bất thường, không có thường ngày như bà ăn. Có thì bà ăn, không có thì ông bà cũng cháo lao qua ngày. Nhưng mà thấy hoàn cảnh ông bà khó khăn quá mới gặp gần của lang thang đây, Đôi Chân Lang Thang. Tôi có chia sẻ để giúp đỡ cho ông bà hoàn cảnh trong lúc ông bà đau bệnh ốm đau. Dạ, bây giờ cô mới mở và thăm ông bà luôn đi, mở đi. Ở cái ngôi nhà này là không phải ngôi nhà của ông bà hả mợ? Cái ngôi nhà đây là của một cái thằng em, nó là người Bắc. Nó mua cái ngôi nhà đây là 2 năm mấy nay rồi, bây giờ nó đi về Bắc. Nó rời Bắc nó thăm quê hương, yeah. Rồi bỏ đóng cửa, đóng bỏ hoang, rồi thấy ông bà không có nhà, yeah. Ông bà ở với một đứa con gái mà con gái cũng không có nhà, ở trong cái Gò Mã, nhà tấp lô mà có 30 mét vuông, mà tới 2 gia đình ở chung thì thấy nóng quá tội ông bà, rồi mới để xin cho ông bà lên đây ở. Ông bà ở đây được 1 tháng rưỡi này, yeah. Tất cả đồ dụng cụ là của chủ nhà, ông bà chỉ có 2 cái võng thôi à, với cái giường. Dạ, con chào ông bà. Dạ, bà cho con biết là tên của bà được không? Tên biết thì xem á. Dạ, bà năm nay mình được bao nhiêu tuổi rồi bà ha? 73. 73 tuổi rồi. 73. Hôm nay con được mở chim dân địa phương ở đây dắt tới đây để thăm cái hoàn cảnh của ông bà. Con nghe mở chia sẻ là cái hoàn cảnh của ông bà rất là khó khăn trong cuộc sống. Đã lớn tuổi rồi mà không có nhà ở luôn, phải đi xin nhà người ta ở. Thì mở, đây là cái ngôi nhà của người ta cho ông bà ở không ạ? Cái ngôi nhà đây là của thằng em á, nó người Bắc á, nó cho ở tạm bợ được ngày nào hay ngày đó. Tại vì nó đi về Bắc về quê đó là thăm quê hương thôi. Là nó khi biết ngày nào nó vô lại thì ông bà sẽ đi tìm chỗ khác, tại vì nó cho ở tạm chứ không có cố định thời gian. Dạ. Tất cả đồ vật dụng ở đây là của thằng em hết. Dạ. Ông bà chỉ khi vô đây thấy ông bà dọn được cái miếng nệm, 2 cái võng. Nhưng cái bàn này thôi, còn tất cả là của chủ nhà. Dạ, cũng đỡ. Là họ đỡ lại những cái vật dụng là họ đỡ lại cho mình xài hết luôn. Là lý do là người ta còn vô lại. Dạ. Tự người ta về thăm quê hương người ta thôi à. Dạ. Chứ người ta chỉ ở tạm bợ chứ người ta không có cho ký hợp đồng là bao nhiêu năm rồi đâu, không có. Dạ. Tự người ta cho ở không, ở tạm để coi nhà, coi vật đồ của người ta còn trong nhà này, giữ giùm thôi. Chứ không có chở luôn, cho nên ông bà ở được ngày nào hay đó. Ông bà ở bữa nay được 1 tháng rưỡi. Nếu mà người ta lấy lại thì mình phải bà đi đâu sẽ đi ở? Tiếp, ông bà sẽ đi tìm nhà tiếp thì mợ cũng thấy tội. Mợ thấy ở với con gái mà của ông gái cũng không có nhà ở trong Gò Mã, xây bằng tấm lô mà có 30 mét vuông mà có 2 gia đình ở. Mợ thấy tội quá, mợ xin lên đây ở cho mát, ở tạm bợ hay lúc nào lúc đó. Dạ. Nếu mà khi anh chủ nhà vô đây mà lấy lại thì mợ sẽ đi tìm nhà khác nữa cho ông bà đi nữa. Dạ. Nhưng ông bà không có ở cố định được. Dạ. Thì cho ông bà ở không, chứ không có lấy lương lấy bổng gì đâu.
cho vợ con. Rồi vợ đi qua lại thấy hoàn cảnh bà tội nghiệp, có bữa ghé vô không có ăn gì hết, vỡ son lên thấy rau họ màu luộc rồi không à, bà bộ gì sẽ có cá thì cho cá, có thịt cho thịt, hàng láng giềng ta cũng thăm, có cái chuối quà ta cho. Nhưng mà bà cũng thất thường lắm, người cho mà đâu phải hàng ngày đâu, con cháu nuôi đâu nói hàng ngày có thường xuyên, con thì khổ quá, bà cũng có con thì ở xa, người con thì bà giá, rồi con thì không nhà ở, con gái nữa thì ở trong Gò Mã, xây nhà trong Gò Mã, nhà nước đâu cho xây, xây lén lút tấp lô ở tạm bợ, khi nào nhà nước có biểu dỡ đi là dỡ đi. Bà có hai đứa con, cũng con trai chết 46 tuổi, thằng con chết 46 luôn mà chết về bệnh ung thư, hai người bị ung thư hết, bà con bà mới mất đây à. Mà thấy còn con bà tội thật, cho nên là mới gặp bà con trên YouTube á, con làm chân lang thang, thấy vậy nhu cầu con tới để chia sẻ giúp đỡ hoàn cảnh bà khó khăn. Dạ, dạ con cảm ơn mọi người. Chứ địa phương ở đây là bà không có ở đây, thành cho nên bà không có hộ nghèo. Tự vì là hồi xưa bà là gốc là đủ, rồi bà khổ quá, rồi bán nhà, rồi dắt con đi vô sinh sống trong Gò Ná. Rồi mấy chục năm rồi, giờ ông bà già rồi trong Gò Ná người ta cũng lấy lại, rồi bà về quê. Thành cho nên ở đây bà cũng chưa có hộ nghèo, tự vì bà mới giờ tháng mấy này cũng chưa có hộ nghèo. Dạ. Ông bà ăn cơm chưa? Chưa. Chưa ăn luôn hả? Cuộc sống của ông bà ở đây thì ví dụ như ông bà không còn sức lao động nữa thì cái nguồn thu nhập nào mà để ông bà có thể là mua gạo, mua cá, mua mắm để mình ăn, mình dùng hàng ngày á bà? Thì cái đó giờ bà cũng không biết tính sao, giờ cứ nhờ thứ nhất là con, thứ hai nữa là chung quanh hàng xóm, người ta không cho ăn. Người ta cho cái gì thì mình ăn cái đấy, người ta cho rau ăn rau, cho mắm ăn mắm vậy á. Ông bà gì có bệnh ốm đau gì trong người không? Ông bệnh nhiều hơn bà. Dạ. Ông bệnh nhiều. Ông bà. Tên gì bà ha? Nguyễn Nhân Quế. Dạ. Ông lớn tuổi chưa? 78. 78 tuổi rồi. Vậy là ông đang bị bệnh trong người. Hai đôi tay ông cũng điếc luôn, ông không nghe gì hết đấy. Dạ. Không nghe, điếc. Dạ. Rồi cuộc sống bà ở sống vậy rồi. Không có ai giúp đỡ con cái gì, bà có mấy người con? Con của dì thì nói nghe ra, cũng có mấy đứa, mình đã chết ra hai đứa rồi. Yeah. Còn lại là mấy đứa này nó cũng khổ lắm. Thành cơ thể nó cũng cho gì trên cơm ăn, nhưng mà cũng có chừng thôi, chứ làm sao nó trút hết được. Yeah. Nó cũng lo con, lo cái, lo gia đình nó nữa. Thành cho nên cuộc sống của bà không biết sống về đâu hết. Yeah. Bà là gốc người ở đâu bà ha? Cà Đú này. Gốc Cà Đú? Cà Đú. Bà không có nhà cửa gì luôn hả bà? Hồi đó cũng có nhà, hồi xưa ở nhà bằng đùng á mà. Dạ. Rồi thời gian rồi cũng đói khổ lang thang, rồi đi từ bậy bạ rồi cũng bán đứa. Dạ. Rồi mạnh ai nấy sống, kiếm ai nấy ăn vậy thôi, cũng khổ lắm bà. Giờ làm gì được nữa đâu, giờ ở nhà cứ ra mắm muối lo cùng vợ ăn. Thế giờ ông cũng biết là ông không nghe nữa. Ông bị bệnh gì bà ha? Ông bị bệnh tim, với lại ông bị gãy chân á. Cái chân ông bên đây còn cái ốc bự lắm. À, bị xe tông gãy chân. Khoan cái ốc ở đây nè. Bự. Ông bị tai nạn hay là lao động hay là tai nạn xe máy bà? Ông bị đi làm á, rồi xe nó đụng á. Lâu rồi. Hơn 20 năm này à. Dạ, bị 20 năm nay rồi. Mà nói ngay hồi đó thì mình cũng có chén cơm ăn, thì lo cô lo cho ổng, thuốc men đồ. Còn giờ thôi chứ, rửa có bệnh lại cũng ráng chịu à, thuốc của. Tiền đâu mua. Con cái của bà thì lâu lâu cũng đến thì cũng thăm mình. Cũng cho ăn chút đỉnh nghe, rồi mình để dành một thuốc để uống. Yeah. Cuộc sống khó khăn quá mà chứ. Khổ lắm con. Con khổ. Thì bây giờ cho con cái thì ví dụ nhớ mẹ thì tới cho 100.000 200.000 thì lâu lâu thôi, chứ làm gì có mà ông bà đi nhập viện số tiền lớn mà làm gì có. Dạ. Yeah. Bây giờ ông bà có bảo hiểm hay chăng cho vô cũng phải thuốc này thuốc kia. Rồi tiền điện nước này kia nọ, rồi làm sao mà con cái phủ, con khổ hết, con của bà khổ lắm. Thì cũng cho qua ngày thôi, chứ lại ở xa nữa. Ông thì thấy tội, ông nhức bữa giờ qua, ông kêu cái chân ông nhức, còn đinh ở trong chân ông á, còn ốc nó. Thấy tội than bị, biết chưa? Bị mấy chục năm rồi mà không mổ ra. Con, tiền đâu mổ lấy hả? Cứ đợi với nhà. Dạ. Bây giờ là ông đi đứng đâu được bà? Cũng đi cà dẹo bò giỏ vậy. Đi thì được, cũng là đi dẻo giỏi chứ, mà điều sao đi bằng chứ chân không được. Dạ. Nói chân có tật rồi mà. Ông đi cái chân nó chỗ này nó cong đó, như là cái người bị gãy chân mà đi cong cong cái chân. Quá dạ. Bữa đi ra về nhà xóm ra cái đi về giáp tế mẹ nó chảy máu u đậu
cái con nhỏ đi chợ, đứa nào nó không biết, nó thấy nó chở về dùm. Dạ. Rồi ra nhà sơ bánh nó bó. Bánh nó rửa, sáng thì bà rửa bà băng, sáng bà rửa bà băng. Đã về nhà thợ. Đi không có nấu, đi tầm bậy bạ rồi nó dắp té. Con cái của bà thì ở xa rồi? Cũng ở xa. Có con nhỏ nãy ở đây, mình ở với Láng Mã đó. Dạ. Còn mấy đứa kia thì ở xa. Không có đất, không có nhà, phải xuống Láng Mã ở... Chỗ Láng Mã, Nghĩa Trang Tân Hậu hồi đó đó. Tuốt dưới núi á. Dạ. Xa lắm con, mà xuống dưới đó không có ai hết. Dán teo à. Như là cây với mã rồi không à. Xung quanh chỉ có một cái chuồng dê à cùng. Dạ. Rồi bà ở chung với con gái hồi nãy mà nóng quá, ở không nào. Rồi con chim mới thấy tội nghiệp, nó mới xin nó cho gì lên đây ở đỡ. Đó đâu, đó ngày nào hay ngày nấy chứ ở chủ nhà ta vô phải lo trả. Chứ nhà của người ta mà. Ông bà là mình đi xin nhà ở như vậy là được bao nhiêu lâu rồi? Ở bao nhiêu nơi rồi? Ở không có ở chung với con với cái ở với bà nha. Rồi có sao nó vậy mới lên đây được tháng mấy này là do con chim mới thấy nóng quá. Ông cứ góc hẹn ngầu tội nghiệp ông quá. Thì nó mới xin người ta cho lên đây. Chứ còn mấy hôm kia giờ có nóng con ấy đáng chịu, ở ngoài ngõ ngoài đường ngoài xa coi chứ móng bắt nào chui vô ngợ. Ông ốm dắt vô phải không? Trước kia là bà ở Cà Ná hả? Ở kia bà cũng đi vô Cà Ná mà làm mướn. Dạ. Hồi lúc đó mình còn cứng cáp mà đi làm mướn. Rồi bây giờ không làm nổi nữa rồi giờ. Giờ ai mướn nữa, hỏi nó muốn thêm cái mướn. Bà ở Cà Ná rồi bà ở đâu nữa bà? Thì hồi xưa cũng đi làm ở Cà Ná rồi ai mướn đâu mình đi đó à, không mướn gì làm đấy à. Rồi bây giờ không có làm nổi nữa. Bây giờ đi thâu đi tuôn về. Rồi có chết cũng ở số mình. Ở xứ người ta chỗ đâu gì mình trốn. Nước đào cái cỏ nào trốn. Thành ra mới nghe sự giờ đây cũng được. Nói chung là hôm Tết. Hôm Tết rồi giờ xong rồi thấy nóng quá cái gì mới xin chồng đây. Nó cho lên đây được tháng mấy này. Nói chung là ông và bà cũng khổ lắm. Cũng nhờ cơ hội là nhờ cái hàng xóm, chị em tình thương người ta cho những mắm, những muối rồi cũng sống qua ngày cũng. Chứ giờ biết đến sao giờ. Già rồi không có làm nổi nữa. Mà bây giờ ai mướn người ta cũng không mướn nữa. Già rồi làm gì được nó mướn. Đi cũng chưa xong rồi kìa, bị mướn. Vậy là hai vợ chồng ông bà là ví dụ như mình ở nhà đây là người ta không cho ở nữa, lấy lại thì mình đi xin nhà khác mình ở thôi. Còn nếu không có nữa thì giờ đi dưới núi. Dưới núi về gà mà ở. Thì không, nếu mà xin không có thì xuống dưới núi. Vậy sao? Ngày xưa là ông bà có đất đai gì không? Không. Có cái nhà không bán mất rồi đi tới hàng xóm sống. Sống cái hồi giải phóng vô tới bây giờ. Cứ đi làm sống cái này cho kia bị bạ vậy đó. Thì gặp đâu ở đó. Tôi nghĩ cái từ cái gành Cà Ná mà vô tới chỗ mà ăn đồng em biết rồi đủ vô. Hồi xưa không có một cái nhà nào hết, chỉ có cái chòi nhỏ ở thôi. Hỏi ai muốn ở thì ở cái chòi nhỏ kia bằng cốt á, ở rồi đi làm mướn thơi sống qua ngày. Xuống dưới biển bắt ốc á, lượm ốc lại bắt cái con gì con rong á, trong biển đồ á, rồi mình có cái thứ đó mình mới bán, mình mua gạo rồi mình ăn. Bây giờ càng ngày nó càng nảy nở lên, nhà cửa rồi lu bù với công ty rồi nhiều, chứ hầu kia dở em có ngự. Ở đây ví dụ như bà con họ thấy hoàn cảnh của bà họ thương thì họ cho những cái gì bà? Người ta đi ngang tao liền quá đâu. Hay là tao cho mình cái gì đó, còn có gì mình ăn đấy. Có ai cho tiền được không? Có tiền thì chưa ai cho, có con chim rồi đây này. Nó ưa cho 5-3 đồng. Với lại nó mua bánh rồi nó cho. Nó đi ngang nó mua bánh mì rồi nó cho, nó mua phở rồi nó cho ổng. Dạ. Chứ còn ăn sớm thì nói ngay tao cho rau với rác á. Chứ ai đâu mà cho tiền mình. Rau rác hay những hạng cũng mắm muối rồi vậy. Thì cái đó cũng có. Còn một chiếc thân cầm tiền đi cho thì không, chưa ai cho. Chỉ con cái của bà rồi cũng khổ hết luôn. Đứa nào nay nó cũng lo là mướn chết luôn. Hiện tại bây giờ là bà còn mấy người con? Còn hai đứa, đứa gái. Đỡ tuốt lên tất cả phước thiện cứ ăn á. Còn đứa ở đây nãy á, ở dưới núi với bà. Cũng khổ luôn, cũng không có nhà cửa gì luôn. Không, nó cũng đi làm thuê mướn vậy. Chồng đi làm, vợ đi làm cả ngày. Nó nãy đi lật đật cho nó cung cho họ đó. Chứ đâu có ở không ở nhà đâu. Nói ngay nó tóm tắt là hoàn cảnh gia đình bà cũng khổ lắm. Nhưng mà bây giờ già rồi cũng không biết làm sao. Thì nếu mà có ngày hôm nay thì bà cũng nhờ con giúp đỡ vậy thôi.
Bây giờ bà cũng không biết nói gì không? Dạ. Không biết nói gì hết. Giờ cứ nhắm mắt sống qua ngày. Thì có cá ăn cá, mà có thịt ăn thịt, cũng có ăn nước mắm, chị dâu. Mấy bữa giờ bà có thịt để ăn không? Có chứ. Cũng buồn gì chị em người ta cho mình ăn, còn không có mình ăn cá. Dạ. Cũng có hạn cá khô. Dạ. Cá khô mới kho, cá khô à. Nó cứng quá ăn không nổi. Hôm nay là nhà mình ăn cá khô. Cá khô mà nó cứng quá ăn không nổi, đổ nước vô kho. Ừ, biết á, đó thôi, chính là đổi vậy á. Tại ông chưa ăn cơm, thành chưa bưng vô. Nó cứng lắm, ăn không nổi. Ông bệnh mà ăn cá khô nữa. Nó khô, nó cứng quá. Rồi ăn nổi rồi đổ nước, đổ đồ vô kho lại cho nó mềm. Bà có bệnh gì không? Tay chân đồ có đi đứng rồi ổn định không? Chân cắn rồi thì đi được, nhưng mà những cái là nó không nhức. Trời, già rằng ưa nhức, cưng nhức cắn. Cái đầu này nó không nhức thôi. Nhức thuốc uống liên tục. Ngày nào không phải uống đây nè. Bổ não nè. Bổ não. Dạ. Bữa kia là thuốc tử. Dạ. Tôi đỡ sẵn vậy hỏi đầu nào uống nãy. Trời còn nóng. Hai vợ chồng đi phiêu bạc vậy thôi đó hả? Như vậy hồi nhỏ hồi xưa giờ. Không biết là nơi nào để dừng chân luôn. Không biết cái nhà này có cát vậy. Tội à. Cả nhà. Cái hoàn cảnh của ông bà nghe ông bà chia sẻ thì nghe rất là thương luôn cả nhà. Không có nhà để ở, phải phiêu bạc, đi chỗ này, chỗ kia, chỗ nọ, sống tạm bợ vậy đó cả nhà. Thấy thương quá mọi chim. Thương, giờ không biết ở đâu luôn, rầu rĩ sợ thằng yêu lấy nhà, không biết đi đâu nữa. Mà hôm bữa giờ đi dạo hết, đi coi lắng tai nghe thử có cái nhà nào bỏ quan đi dự bị. Hỏi thằng kia vô thì diễn đi, mà bữa giờ đi kiếm chưa thấy ai bỏ quan. Dạ. Nhà trọ thì có, mà 1 tháng 1 triệu bà là gì có. Nổ. Sao muốn nổ? Con của bà là bà nói là cũng không có nhà cửa gì luôn. Không, con đứa con gái cũng của mắc nợ rồi bán rồi vô Gò Mã đó, vô Gò Mã xây trong Gò Mã nghỉ trang đó. Xây cũng tấp luôn không mà nhà nước cũng đâu cho xây, xây lén lúc chứ. Bị bà đưa mấy đứa nhỏ. Dạ. Con của bà là bị chồng bỏ. Chồng bỏ mười mấy năm rồi, rồi đi làm đi bán cháo rồi đường xá rồi về nuôi mấy đứa nhỏ. Là da. Dạ, mười mấy con khổ lắm, con bà khổ lắm. Còn con nãy thì nó ở dưới núi á. Bà ở dưới núi á, ở dưới Gò Mã dưới núi á. Cái núi với cái nhà nó gần bên à. Dạ. Dồn đây tới giờ thấy à. Mà nó nóng chết bỏ luôn. Nóng ghê lắm. Ông xách đi ghê ông ngồi hốc này. Ông ngồi tới hốc kia. Nóng quá. Vậy là trước khi mình lên đây ở là bà đã ở dưới con bà ở dưới đó. Giờ Tết không Tết giờ giờ nhà nó. Dạ. Rồi nóng quá rồi thấy ông ngồi hì đồ không mà tạo nghiệp. Có sao nó vậy chim nè. Nó thấy cái nhà này chủ đi về quê á. Nó mới nói thôi để đưa lên đây ở được ngày nào được. Rồi khi nào người ta vô thì mình trả cho người ta, chứ nhà của người ta mà. Dạ. Yeah. Rồi khi nào nó lấy nhà thì mình không có chỗ thì mình về núi nữa. Ôi trời đó. Giờ dưới núi lại. Dạ. Chứ giờ sao? Bà không biết tính sao ấy. Nếu ví dụ như tầm tuổi bà, tuổi bây giờ thì bà có một cái mong muốn, ước mơ gì cho bản thân của bà phải không? Dạ, ông với bà thì năm nay cũng hạn đâu lớn đâu. Dạ. Giờ không có biết mơ tưởng cái gì, chỉ cầu xin mạnh khỏe. Hai nữa là nhà lại cho chén cơm ăn. Cho chén cơm ăn. Đơn giản vậy thôi hả bà? Cho mạnh khỏe thôi, không có gì hết. Dạ. Thương quá cả nhà. Giờ bà già rồi, giờ bà biết cái gì đây, giờ xin giờ cái nhà thì xin cái nhà bà ở thì cũng kinh tế bây giờ ai cũng khó khăn, bây giờ đôi chân lang thang cũng giúp đỡ cũng nhiều hoàn cảnh khó nữa, là thì làm gì mơ ước tới cái nhà. Thì giờ bà chỉ có chia sẻ với chân lang thang là giúp cho bà để kiếm cuộc sống qua ngày, thứ nhất là chén cơm, thứ hai khi bà ốm đau á có thuốc có tiền thôi à. Thì chỉ nhiêu đó thôi, giờ nhờ kênh lang thang giúp đỡ cho bà nhiêu đó, chứ giờ kênh của đôi chân lang thang cũng chia sẻ rất nhiều. Mà tới nhớ thì cái nhà thì làm sao dám ước mơ. Thì ông mợ cũng là người địa phương, thấy cũng khó. Chỉ kêu gọi nhà chân lang thang để tớ giúp cho bà có cuộc sống, chén cơm. Thứ nhất cho hai tuổi già bà cần có tiền bỏ túi khi đi bệnh viện đồ, ông đâu. Rồi cho ông, chân cẳng ông cũng còn đinh đồ, ông than miết mà đâu có biết cách nào đâu. Tìm coi trong YouTube đó, tìm thấy chân lang thang cũng giúp đỡ bác ái lương thiện nhiều. Đành nhờ kêu gọi tới đây hôm nay giúp cho bà. Băng cho này. Băng cho thuốc uống nè. Thuốc này là bà mua hay người ta cho? Người ta cho thuốc nhất. Cho bà luôn hả? Uống nhất chân. Dạ. Cho ông uống á. Dạ.
Thằng nó giúp vậy ông uống, thằng của thằng ban cho. Ví dụ như hôm nay con đến đây con giúp cho ông bà, tặng cho ông bà một ít tiền, có thể là mua gạo, cá mắm gì đó. Nhưng mà sau này nè, ví dụ sau này nhưng mà họ lấy nhà lại thì không biết là ông bà đi đâu để sao anh sinh sống. Ừ, ở đây cũng không biết luôn, giờ cũng đang đi tìm coi thử có cái nhà nào trong địa phương mình, ai là mua bỏ hoang hay là hoặc người ta để dành cho con người ta gì đó, thì mỗi cũng đi tìm thử để xi cua, để khi mà nhà đây chủ nhà vô thì đưa qua, mà đi tìm bữa giờ không có. Thì bà mới nói nếu mà khi mà họ vào vô, ví dụ hè hay là Tết gì đó họ vào, thì bà sẽ đi vào dưới núi lại, bà sẽ ở với con gái bà ở trên Gò Mã đó. Bà sẽ giờ vậy đó lại nhà vậy đó thì tâm lúa. Mà nhà của con bà dưới sao mở biết không? Nhà của con bà gì đó thì nói chung là ở Tấp Lô, là đất đó là đất trên Gò Mã, là người ta không có cho cất nhà thì mất hợp pháp. Nhà nước chỉ cho ở tạm bỡ 4 cái tường là bà Tấp Lô thôi, chứ không có kiên cố được. Cho nên là bà chỉ ở tạm thôi, nóng lắm. Là xây trong cái Gò Mã luôn hả? Xây luôn, nghĩa trang của Tân Hội là Hàng Lan á, là mấy trăm rồi xây hoài. Nghĩa trang Tân Hội á, mà cái nhà này cái trang, người chết gần bên này nè, chôn ngay hàng trang đấu vậy nè. Ủa vậy sao ở được? Mở cửa ra là thấy hà, thấy mấy cái mã. Ban đêm ngủ rồi sợ dạ. Sợ thì có sợ cũng ráng chịu. Ráng chịu. Chứ giờ làm than phiền với ai bây giờ? Mã không à? Mã mà điều mã ta xây hết rồi, ta xây đẹp lắm. Mở cửa ra thấy mã. Ta mong nha. Mở cửa là thấy mã. Là giờ cho ông nha, cho ông cái lời nói, cho ông lời nói nha, thảo ông. Cả ngày biết không nghe đâu. Bây giờ có nói gì nó cũng không nghe. Mở lấy cái bịch mở đeo cho ông giùm cô, hỏi ông đi. Nói ông không nghe đâu, ông điếc hai đôi tay đâu. Chào ông. À, dạ ông khỏe không? Khỏe. Dạ. Ông đang bệnh trong người không? Bị tim á, ngập tim. Bị tim? Dạ. Con nghe nói là cái chân của ông là bị tai nạn, bị không còn đi đứng được bình thường như người bình thường không? Bị làm thợ hồ bị kia tung gãy chân. Dạ đi làm hồ. Thợ hồ là bị người ta tung gãy chân. Dạ. Là ông bị năm đó là cách mấy chục năm rồi? Năm 68 tới giờ lắm. Dạ. Mà cái chân của ông còn chưa mổ cái ốc vít ra luôn không? Nó còn này nè. Nó bằng cái nắp mà đâu mà mổ được. Dạ. Mổ nó chấp vậy mà sao mà mổ rớt ra. Dạ. Chấp vậy. Chưa. Dạ, là mình không có tiền để mổ ra hay sao? Không có, bây giờ nó mình dày nó cuốn hết rồi. Dạ. Không cách nào mổ được rồi. Vậy là bây giờ là mình bị dị tật luôn? Mà chịu khổ, dù khó thì đau chút. Dạ, đi đứng chắc cũng khó khăn ông ha? Khó chứ, dễ chết. Dạ. Đi cắm đầu liền à. Sao con thấy ông ốm quá vậy? Không biết. Ăn uống không đủ chất đúng không? Ăn uống thất thường á. Dạ. Sao con thấy cuộc sống của ông bà khó khăn quá, thấy thương quá à. Rồi hàng ngày là bà là ở nhà chăm sóc ông thôi, nấu cơm, nước, nên không làm được công việc gì cả. Muốn gì cho ông ăn thì muốn đó. Dạ. Bà đâu về đâu được đâu. Với lại có đi đâu làm gì, ai mướn nó đâu đi làm. Bây giờ ở nhà thì ông nó đi mua thuốc thì mua thuốc. À, ông Biêu mua cháo thì mua cháo vậy á. Ngày mà bà có gì ăn nấy sống qua ngày. Chỉ cầu sao mà chẳng đừng đau đừng bệnh là được à. Đừng nhức chân dưới cẳng là được à. Bây giờ cứ ngày nào cũng phải dẫn con đi chăm cứu. Chăm cứu chân cẳng đồ ở chăm cứu cho ông. Mình đi chăm cứu thì có mất tiền không bà? Bữa sáng 20. Một buổi 20 ngàn? Một buổi sáng 20 ngàn. Mình chăm cứu ở đâu bà ha? Tuốt ngoài tuốt ngoài kia sao? Là hai ông bà mình đi bằng phương tiện gì? Bữa nào nhà xuyên thì dắt đi bộ cho vua lên cho nó hoạt động. Còn xa bữa nào tầm mấy cái số bà ha? Đây ra nhà thờ nè, ở ngoài nè. Xa mà đi bộ sao đi nổi bà? Đi nổi chứ, mà mình đi ổng cho ông đi, mình ổng thì ông nhào đoạn đất. Dạ. Đi này cấm đoạn đất á. Bà dìu ông đi. Ờ, cho ông đi dắt đi. Bà độ là từ đây mình ra bà đó là bao nhiêu cây số bà biết không? Mà bà nói xa thôi chứ bà không biết nhiều số. Cũng xa lắm á. Đi bao nhiêu phút? Xa lắm á. Giỡn đầu. Còn như đơn điên mình ổng thì đó, dập đầu đất á, chảy máu á, người ta chửi giờ má. Mình không nhờ được bà con hàng xóm hay là người thân. Người ta đâu có biết mình là ai đâu mà ta chửi. Thấy không? Mình giờ đây mình cũng lạ. Rồi chị em ở gần đây thì biết, còn không biết đâu. Giờ mấy người kia mình cũng đâu biết ngày đâu, người ta chửi giùm. Sao khó khăn quá cả nhà mình.
dám nói. Không dám à, chú chơi dùm về, không dám không. Anh ta là mình là sao dám. Phải như gặp chim thì nói chim mày chơi, mà bảo không về thì nó chơi liền. Còn mấy người lại là không biết. Không biết đường không. Không, chú cho ngày nào hay ngày nấy con à. Chứ giờ biết tính sao vậy. Mình già rồi không tính được nữa. Khó tính lắm. Bây giờ chỉ cầu đừng có đau bệnh là được. Chừng nào chết thì cũng được. Chứ giờ con biết tính sao. Già rồi khó tính lắm. Mà cuộc sống thì rất là khổ. Rất là khổ. Khổ lắm. Thì chỉ mong sao là mình có tiền để mua gạo, mua thuốc ăn, mình sống qua bữa thôi. Rồi, cứ như vậy rồi có tiền mua thuốc cho ông uống thầu. Cho vài ra bà cũng không ước muốn cái gì nữa, già là muốn gì nữa. Chỉ muốn có ăn, có sống qua ngày người ta có chén cơm ta ăn, mình cũng có được chén cháo mình ăn. Vậy thôi, định tới đâu tới. Chứ giờ bà không biết tính sao hết. Giờ bà cũng lớn tuổi rồi không có suy nghĩ nhiều nữa. Ừ, có biết tính gì được nữa đấy. Kia không tính thôi, giờ tính gì nổi nữa. Già nổi. Bây giờ chỉ ngồi chỗ á, có gì ăn nấy, con nó cho cái gì ăn nấy, chứ con không biết cái gì hết. Nó tóm tắt là cuộc sống khổ lắm. Phải như con gái mà nó giàu có thì nó nuôi cha nuôi mẹ, này nó cũng khổ quá chừng luôn, biểu còn sao nó nuôi được. Nó còn con, còn cái, còn gia đình. Cả nhà hôm nay đến thăm cái hoàn cảnh của ông bà, nghe ông bà chia sẻ cái hoàn cảnh của ông bà rất là thương luôn cả nhà. Ông thấy hình ảnh của ông cả nhà. Cái chân của ông mà ốm bằng cái tay của đôi chân lang thang luôn đó nha. Nhỏ xíu xíu à, nhìn thương á. Mà hai vợ chồng nhà sống nương tựa ở đây, cuộc sống rất là khó khăn luôn. Hôm nay con đến thăm ông bà thì con cũng có một cái món quà nho nhỏ để gửi tặng cho ông bà nha. Thì con gửi tặng cho ông bà là 2 triệu. Tiền này không phải là tiền của con, tiền này là tiền của cô chú anh chị Mạnh Thường Quân gửi cho con để đi giúp đỡ những cái hoàn cảnh khó khăn. Thì cả nhà hôm nay đội dân lang thang sẽ xin chức cái quỹ của chị Thiên Thần giấu tên ở bên Úc và bác giấu tên ở bên Đức với lại anh Nguyễn Thành ở bên Mỹ và cô Tư Lâm Đồng mỗi người 500.000 để gửi tặng cho ông bà, có thể là ông bà mua gạo cá mua mắm để dự trữ ăn qua bữa. Đây là 2 triệu cả nhà, đội dân lang thang sẽ đếm cho cả nhà mình xem nha. Tại vì khi mà mình nhận tiền của chú anh chị Mạnh Thường Quân, mình tặng tiền cho những hoàn cảnh khó khăn mình muốn rõ ràng cả nhà. Khi mà cô chú anh chị Mạnh Thường Quân mà xem được video là biết được cái số tiền của cô chú anh chị Mạnh Thường Quân là đôi chân lang thang đã giải ngân rồi. Đôi chân lang thang sẽ đếm nha. 1 tờ, 2 tờ, 3 tờ, 4 tờ, 4 tờ, 500 ngàn là 2 triệu. Đây con tặng cho bà nè. Bà vui không bà? Vui. Bây giờ mình có tiền rồi, mình mua gạo, mua cá, mua thịt về ăn hả bà ha? Mua gạo, rồi mua thuốc uống. Dạ. Để dành mua thuốc uống nhiều hơn. Dạ, thì con cũng xin chúc cho ông và bà là thật là nhiều sức khỏe nha. Và luôn luôn bình an cho cuộc sống ha. Cảm ơn con. Dạ, cố gắng lên bà ha. Bà con không biết nói gì à. Dạ. Bà có thể là nhìn vào cái màn ảnh nhỏ của con. Cảm ơn cô chú anh chị Mạnh Thường Quân đã yêu thương cái hoàn cảnh của bà, tặng tiền cho bà. Nói về mày. À, thôi mở chim thay mặt cho ông bà. Tại vì ông bà cũng lớn tuổi á cả nhà. Nói chuyện nó cũng không được rõ ràng lắm. Thì tôi cũng xin đại diện cho hai ông cụ già cũng không có biết nói gì. Khi bức xúc đã có 2 triệu mừng quá, không có biết cảm ơn. Tôi xin đại diện cảm ơn cho đôi chân lang thang đã có tấm lòng yêu thương và đến đây chia sẻ và giúp đỡ cho ông bà được một số tiền để ông bà có mua thuốc men qua ngày. Sau nữa tôi cũng gửi lời thăm cho các nhà thường quân, các anh chị cô chú đã ủng hộ kênh lang thang và tài trợ nhiều sức khỏe trong cuộc sống thường ngày và bình an để tiếp tục ủng hộ cho chân lang thang để còn nhiều hoàn cảnh khó khăn như sau. Thì con cảm ơn mợ đã chia sẻ cái hoàn cảnh của ông bà. Cả nhà đôi chân lang thang cũng xin thay mặt cho ông bà cảm ơn chị Thiên Thần giấu tên ở bên Úc và bác giấu tên ở bên Đức và anh Nguyễn Thành ở bên Mỹ với cô Tư Lâm Tòng đã mở tấm lòng vàng yêu thương cho những hoàn cảnh khó khăn. Thì đôi chân lang thang cũng xin khép lại video tại đây và hẹn cả nhà mình những tập video mới nha cả nhà. Cả nhà xem video thì cũng đừng quên bấm cho đôi chân lang thang một lượt đăng ký nha cả nhà. Chia sẻ video rộng rãi ra cho tất cả cô chú anh chị mình cùng đồng cảm với những hoàn cảnh khó khăn. Cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều nha. Bye bye cả nhà mình, hẹn cả nhà mình những tập video tiếp theo. Bye bye.